Rồi. Chào mọi người, hôm nay là mấy em với em gia đình chị em đi chơi trip nha. Đó, hai nhóm thì em với đi làm. Hai anh nhỏ là mới chụp một vòng rồi. Hôm nay là chụp rất là sướng nha mọi người bởi vì nó đông đá. Daddy, where's the green one? Green one bự bự quá đó đi ở nhà rồi. Hôm nay mình chơi hai cái nhỏ thôi. Rồi. Hôm nay là đóng đá là từ từ góc từ đã đi xuống chút xíu đó. Ô cha, hôm nay là đi chơi sướng lắm nè, nó đóng đá hết rồi. Từ từ nha, từ từ. Xuống nè. À, hai con nhóc đi lên. Hôm nay nó đóng đá nó chơi sướng lắm. À, hai con nhóc đi lên nè. Đó, hôm nay là trời đóng đá nè, đi rất là trơn nè. Lên con, đi lên con. Đi lên, đi chơi tiếp, con đừng té. Rồi, Lui đi chơi có vui không nè? Dạ. Hả? Lên vé đi 2 piece rồi đấy. Wow, lên vé đi phát. Rồi, bây giờ đi lên đồi nè. Đây, Liam nè, Liam đứng dậy con. Liam bây giờ đi không nổi nữa rồi. Thấy ơi hả? Oh no. Rồi đi lên con, đi lên. Rồi đi lên, đúng rồi. Rồi đi lên con, đã thấy cầm này không chả. Này giờ đưa cho má mi cái này nè, má mi chơi nè. Đúng rồi, giỏi. Lên cái cầm cho. Nè, cầm. Rồi. Nè em chụp đi nè. Là Liam nè. À, gần không sao. Ông đi gần tới rồi. Gần tới rồi, đi bộ gần được rồi. Rồi mình chơi thì nếu mà ông chưa ra thì mình vô mình nhỏ. Rồi em với Liam đi. Hai ba, năm chặt.
hai con nhóc đẹp xuống túi dưới kia này. Wow, trơn quá. Rồi đi lên con. Liệm ok không? Liệm ok không nè? Đeo bông tay vô, đeo cái tay vô. Đeo tay vô con, đeo clop vô. Daddy, we got her. Ok đeo. Oh. Vậy hả? It's squeaky. Rồi rồi, ok rồi con đeo clop vô, đeo clop vô. But hết hả? Ok rồi đi lên rồi. Đi lên thì lát chút xíu. Nhanh lên. Tại vì hôm nay là bé đi khôn mà. Liam khóc hả? Liam có khóc không? Nè, Liam vì Daddy còn khóc không nè. Ôi trời ơi, nước mắt nó chảy cho. Rồi đi lên con, giỏi. Đau hả? Nè, cầm tay Daddy nè. Ôi trời ơi, đau rồi hả? Đau rồi hả? Ok, lên nghỉ ngơi chút xíu rồi tôi chơi tiếp. Hả? Đau hả? Rồi hôm nay á, trời đóng đá mà. Trời đóng đá nè. Lạnh á. Thì con đeo clop vô đi. Không á, nó khôn. Đúng rồi, giỏi. Trời rất là vui mọi người ơi.